Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Thưa anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cái vai trò của cái phương vị tài lộc đối với cả chủ doanh nghiệp. Bản thân thì trong đối với mỗi một doanh nghiệp thì cái điều quan trọng nhất đó là cái vị trí của cái ông giám đốc, tức là cái người mà chịu trách nhiệm đốc thúc, quản lý và điều hành công việc của anh chị trực tiếp ở công ty. Thì cái nơi này thông thường là phải có một cái phòng riêng, và cái phòng đó thì vừa để điều hành, vừa để làm việc, vừa để anh chị huấn luyện, rồi để vừa anh chị họp giao ban đối với cả các cái cán bộ nhân viên. Thì về cái vai trò của cái phòng giám đốc thì trong doanh nghiệp thì đương nhiên là cực kỳ quan trọng rồi, và chúng ta sẽ không cần phải bàn sâu về cái vấn đề này nữa, mà chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ nói xem là trong phòng làm việc thì trong cái bát quân điển giám sát thì chúng ta sẽ nói về một cái phương vị trong cái phòng của ông giám đốc, tức là gọi là cái phương vị tài lộc, và trong phong thủy nó gọi là lộc tồn. Nói rằng là lâm quan phương vị thủy chiêu thần, lâm quan phương vị thủy chiêu thần, lộc tinh tài vượng tính tương tân, tức là ở phương vị lâm quan thủy đối với cả hàng can, tức là đối với cả cái thủy pháp thứ đại cục, là phương vị mà chiêu tăng và kích hoạt tài lộc. Thì doanh nghiệp chúng ta tổ chức ra ngoài cái mang ý nghĩa xã hội, ngoài mang ý nghĩa cộng đồng, thì bản thân cũng đó mang một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái nơi mà chúng ta tổ chức các cái cá thể với nhau thành một cái tổ chức để mà cùng kiếm tiền. Cho nên là bản thân là cái phương vị về tài lộc đối với cả một cái chủ doanh nghiệp là một yếu tố rất là quan trọng. Thì cái việc mà tăng cường cái tài lộc đối với một doanh nghiệp ấy, thì ngoài cái việc mà ở cái khu vực quầy lễ tân thì người ta còn có tăng cường cái tài lộc ở trong bản thân của cái phòng làm việc của ông giám đốc. Anh chị cố gắng là trong bất kỳ một cái, dù là khởi nghiệp, dù là khó khăn hay là dù chuyện gì, thì chị sẽ cố gắng là trong cái việc bố trí cái doanh nghiệp của anh chị thì nên có một cái phòng riêng, tức là phòng của ông giám đốc. Vì một trong những biện pháp kích hoạt tài lộc tốt nhất đối với cả cái ông giám đốc thì đó là chính là cái vị trí trong phòng làm việc. Người ta có rất nhiều cách để tăng cường tài lộc đối với cả cái phòng làm việc của ông giám đốc. Tôi chưa nói về mặt lý khí, tức là nói về tuổi, nói về hướng, nói về vị, nói về môn, nói về thủy, mà hiện tại tôi đang nói về một cái điểm tuần giáp rất là quan trọng ở trong đó. Thì người ta có hai cái cách để người ta kích hoạt cái tài lộc trong cái phòng làm việc của ông giám đốc. Cái cách thứ nhất đó là người ta có thể sử dụng phương pháp gọi là kích hoạt tài lộc theo niên vận, tức là mỗi hàng năm thì các cái casting nó sẽ đáo vào các phương vị khác nhau trong cái phòng làm việc của ông giám đốc. Thì cái vị trí của cái sao bát mạch, vị trí của sao cửu tử, vị trí của sao nhất mạch, đó là những vị trí của casting khi mà đáo vào cái phương vị đó. Thì năm nay thì bát mạch nó nhập vào trung cung, tức là nằm ở cái giữa phòng cửu tử, thì năm nay chạy về phương vị phía tây bắc, và nhất mạch thì chạy về vị trí phía tây. Cho nên ba phương vị là trung cung, tây bắc và phía tây, đó là vị trí mà năm nay chúng ta có thể kích hoạt cái tài lộc trong cái phòng của ông giám đốc, bằng cách là chúng ta có thể để vào đấy những cái pháp khí chiêu tài để chúng ta tăng cường tài lộc. Và pháp khí đấy nó có thể nghi động cũng rất là tốt, tức là các pháp khí nó có thể động đậy thì nó cũng rất là tốt. Thì tuy nhiên là chúng ta sử dụng cái phương pháp đó thì thông thường cái vị trí cát thì nó sẽ tồn tại ở cái nơi đó khoảng 2 năm. 2 năm thì bắt đầu vị trí rồi, sang năm thì năm nay là bát bạch nhập vào trung cung, đúng không ạ? Thì sang năm thì thất xích khi nhập trung cung, thì vị trí của tây bắc là bát bạch, vị trí của phía tây nó là cửu tử, rồi vị trí phía đông bắc sang năm thì nó nhất bạch, nó lại đáo vào. Thì cái hàng năm thì khí luân chuyển, thì chúng ta có thể khoảng 2 năm, tối đa là 2 năm là chúng ta lại phải di chuyển và thay đổi cái vị trí để kích hoạt tài lộc tại cái phương vị đó. Thì nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp lưu niên tận thế như thế thì là gọi là phương pháp sử dụng cửu tinh thì nó sẽ rất là nhanh. Tuy nhiên là trong phong thủy nó còn có một cái biện pháp kích hoạt tài lộc nó mang tính chất bền vững, tức là người ta sử dụng cái điểm thần sát. Và điểm thần sát thì người ta sẽ căn cứ vào hàng can, tức là thiên can năm sinh của cái ông chủ của phòng đó, tức là chính là ông giám đốc, để người ta kích hoạt cái phương vị tài lộc. Và tại cái phương vị kích hoạt tài lộc này
thì thông thường người ta sẽ để những cái pháp khí để mà tăng cường thêm cái tài lộc. Ví dụ người ta sẽ để là két sắt chẳng hạn, két sắt để vào phương chính lộc của ông giám đốc. Tuy nhiên nếu vị trí két sắt đấy để mà nó không có phù hợp chẳng hạn, nó chưa được phù hợp, nó dối hoặc nó vướng, nó không phù hợp với mặt lan đầu, tức là không đẹp, thì người ta có thể thay vào đó là một tượng Phật Di Lặc. Người ta có thể thay đó vào một cái đôn, và trên đó người ta có thể để thêm một cái bình tụ tài. Thì đấy là cái cách, ví dụ người ta thể cái phương tài lộc chẳng hạn. Đối với cả phòng ngủ thì người ta hay để cái gì? Một là người ta thể cái bình tụ tài ở trên cái phương đó, bình tụ tài để người ta tích thu tài lộc tại đó. Người ta có thể để vào đấy là tú bảo tài, là cái để cũng là cái phương pháp để tăng cường và thâu tài lộc tại đó. Người ta cũng có thể để vào đó là cốc thiềm thừ để người ta thâu, để người ta mong muốn có cái được cái linh vật đấy nó kích hoạt cái tài lộc tại phương vị đó. Người ta cũng có thể để vào đó, người ta cũng có thể để vào cái vị trí đó cái gì nữa, người ta để vào đó là ví dụ tượng Phật Di Lặc chẳng hạn. Người ta cũng có thể là để vào đó là cái két sắt, hay sử dụng bộ nạp tài két để người ta để vào cái phương vị để người ta chiêu tài cho cái phòng đó. Thì người ta căn cứ vào hàng thiên can của cái ông chủ doanh nghiệp để người ta xác định cái vị trí của phương tài lộc. Anh chị lưu ý là chúng ta cộng thêm 7,5 độ. Tôi sẽ chia sẻ với anh chị về mặt độ số luôn, thì để chúng ta có thể nhìn thấy cho nó dễ. Ví dụ như là đối với cả chủ doanh nghiệp mà có cái tuổi Giáp chẳng hạn, thì cái vị trí của cái phương tài lộc sẽ rơi vào cái vị trí là chúng ta là 67,5 độ. Thì 67,5 độ tức là vị trí của phương Dần, thì chúng ta có thể là lệch trái lệch phải tại vị trí đó khoảng 7,5 độ. Tức là thành ra là đối với một cái phòng nó rơi khoảng 20m2 thì cái cung nó bị như thế, nó rơi vào khoảng tầm trong vòng 1m đến 1m2, thì nó rất là thoải mái để chị có thể lựa chọn cái vị trí nó phù hợp. Tương tự như vậy đối với người tuổi Ất thì vị trí sẽ là 97,5 độ. Nếu đối với cả những cái người tuổi Bính thì vị trí sẽ là 157,5 độ. Những người tuổi Đinh vị trí sẽ là 187,5 độ. Những người tuổi Mậu thì vị trí sẽ là 157,5 độ. Những người tuổi Đinh, những người tuổi Kỷ thì vị trí sẽ là 187,5 độ. Những người tuổi Canh thì vị trí sẽ là 247,5 độ. Những người tuổi Tân vị trí sẽ là 277,5 độ. Những người tuổi Nhâm thì vị trí sẽ là 337,5 độ. Những người tuổi Tý vị trí sẽ là 7, những người tuổi Quý thì vị trí sẽ là 7,5 độ. Như vậy là đấy là cái bảng chia độ của cái phương vị tài lộc. Thì chúng ta trong khái niệm là chúng ta xác định khái niệm là thế nào gọi là vị, thế nào gọi là phương. Phương là khoảng không gian chung quanh vị thì gọi là phương. Ví dụ như chúng ta để xác định được vị thì chúng ta cần phải xác định được cái tâm của cái phòng đấy. Thì xác định cái tâm của cái phòng đấy ở chỗ nào thì xung quanh cái vị trí tâm thì gọi là phương. Thì ví dụ như chúng ta đặt cái la bàn vào vị trí của, đặt vào la bàn vị trí của giữa phòng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ví dụ như ở vị trí là 277,5 độ, đấy là vị trí của phương Tây, hay vị trí của phương Dậu, hay là vị trí của 97,5 độ, đấy là vị trí của phương Mão, hay là vị trí của phương Đông, hay là vị trí 187,5 độ thì đấy là vị trí của phương Nam, hay là đấy là vị trí của phương Ngọ. Thì đấy là cách chúng ta nạp can, tức là chúng ta phải căn cứ vào hàng can. Ví dụ tôi sinh năm Giáp Tý thì thiên can của tôi là Giáp, hay tôi sinh năm Bính Thìn thì thiên can của tôi là Bính. Thì với cái thiên can là Bính thì bản thân chúng ta sẽ là thiên can là Bính Thìn, thì Bính thì chúng ta đặt vào vị trí là 157,5 độ. Thì tại vị trí 157,5 độ tức là chúng ta xét ở vị trí của tâm phòng xem là 157,5 độ ở vị trí chỗ nào, thì chúng ta sẽ đặt cái pháp khí tại đó. Nếu chỗ đó mà là cái cửa sổ thì anh chị có thể thay thế các cái pháp khí đặt như vậy. Chúng ta có thể sử dụng pháp khí treo, chúng ta sử dụng cái bộ ngũ phúc hoa mai, chúng ta treo chính vào cái cửa sổ. Nếu như mà cái phương tài lộc của anh chị là cửa sổ thì chúng dùng ngũ phúc hoa mai để chiêu cái phúc thọ khang ninh vào cái trong cái phòng làm việc của anh chị. Còn nếu như vị trí đấy là vị trí chị có thể đặt để, nếu vị trí là vị trí ngồi của anh chị chẳng hạn, thì chúng ta có thể đặt cái bình tụ tài. Nếu cái vị trí đấy mà nó là vị trí mà nó là một cái kệ của phòng khách chẳng hạn, thì chúng ta lại sử dụng ngũ phúc tụ tài.
nếu như mà trên vị trí đấy mà vị trí của cái kệ mà khách chẳng hạn chúng ta có thể sử dụng được vật di lạc chẳng hạn, thì những cái pháp khí phong thủy mà sử dụng theo điểm phần sát mà căn cứ vào cái thiên can năm sinh của chính ông giám đốc đấy để đặt vào, thì đấy là cái cách để chúng ta chiêu tài. Bản thân cái vật phẩm phong thủy ngoài cái tác dụng để nó kích hoạt tăng cường thêm tài lộc, thì bản thân cái vật phẩm phong thủy nó cũng có cái tác dụng hóa sát và tác dụng kỵ tà, và cũng làm cái động tác để trang trí và làm đẹp thêm không gian của anh chị. Vì khi chị đã để vật phẩm thủy thì chúng ta sẽ phải thì không bao giờ nó bừa bãi và không bao giờ nó bừa bộn được. Và cái điều lưu ý nữa đó là cái tài lộc sẽ đến với anh chị khi mà cái phòng của chị nó gọn gàng. Đừng bao giờ để giấy tờ rồi giấy nháp rồi ký tá rồi tất cả những thứ lằng ngoằng mà chúng ta để lên trên mặt bàn nó quá cao hoặc quá lớn hoặc nó lòng ngoằng, thì cái việc đó nó đều làm cho là cái việc mà cái tài lộc, và điều đó nó đều làm cho là cái việc mà cái tài lộc cũng như là làm cho việc hoạch định hoặc là việc xử lý công việc của anh chị nó rối rắm, thì cũng khó có thể có được cái tài lộc được. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tăng cường hoặc tăng cường thêm cái tài lộc đối với cả cái phòng làm việc của cái ông chủ doanh nghiệp. Cảm ơn anh chị đã luôn theo dõi các video của Phong Thủy Thái Nguyên. Xin cảm ơn.